Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Kính thưa quý vị và các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng như thế này, mọi người cùng nhau học tập sách Nữ Giới, thật sự vô cùng cảm ơn. Nữ đức đối với phụ nữ chúng ta trong xã hội hiện nay là một từ khá xa lạ. Tôi còn nhớ cách đây 2 ngày, có một giáo viên vẫn hỏi tôi thế nào là nữ đức. Nữ đức là gì vậy? Nữ đức chính là phẩm hạnh đạo đức của phụ nữ. Trong xã hội hiện nay, rất ít người quan tâm đến chủ đề này. Ngược lại, rất nhiều người quan tâm đến làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để nâng cao danh vọng và địa vị của mình trong xã hội. Phụ nữ thì quan tâm nhiều đến việc gia đình của mình có ngày càng trở nên hạnh phúc hay không, chỉ số cuộc sống có cao hơn hay không. Tuy nhiên, nguyên nhân ngọn nguồn của hạnh phúc lại không có người nào chú ý đến. Trong văn hóa truyền thống 5.000 năm của dân tộc, tổ tiên đã để lại cho chúng ta sự giáo dục đạo đức về đức hạnh của phụ nữ thuần hậu, thiện lương. Đó chính là phụ nữ làm thế nào để đạt được suối nguồn hạnh phúc trong đời sống. Trong mấy năm học tập văn hóa truyền thống vừa qua, bản thân tôi có rất nhiều tâm đắc và cũng đã nhiều lần chia sẻ với mọi người tại các buổi luận đàm và giảng tọa. Nhận lời mời của rất nhiều bạn bè, tôi đến đây cùng với mọi người học tập sách Nữ Giới. Nữ Giới là cuốn sách nhỏ, chỉ có hơn 1.800 chữ, là cuốn sách giáo dục đạo đức chuyên dành cho phụ nữ do Ban Chiêu thời Đông Hán viết. Đây chính là giáo trình giáo dục đức hạnh phụ nữ sớm nhất. Thế nên, chúng ta có thể thấy rằng, vào thời xưa, thực sự rất xem trọng việc giáo dục tố chất cho phụ nữ. Vì sao vậy? Bởi vì có câu nói rằng, vương hóa xuất từ khuê môn, vương trong từ quốc vương, hóa trong từ giáo hóa. Việc giáo hóa của một đất nước bắt nguồn từ chốn khuê môn. Khuê môn chính là cửa ngõ nơi khuê phòng mà phụ nữ thường ra vào. Gia lợi thủy ư nữ trinh. Trong gia đình, nếu như muốn được lợi ích thì cũng bắt nguồn từ sự trinh đức của phụ nữ. Thế nên, từ xưa đến nay, muốn có hiền tài thì trước hết phải có người con hiền. Muốn có người con hiền thì trước hết phải có mẹ hiền. Để có hiền mẫu thì trước tiên phải có hiền nữ. Truy đến ngọn nguồn thì vẫn là ở nơi người mẹ. Người mẹ rất quan trọng. Vậy người mẹ tốt từ đâu mà đến? Từ dạy mà ra. Trong xã hội hiện nay, vì sao lại xem nhẹ vấn đề này? Là do chúng ta đã xem nhẹ sự giáo dục của văn hóa truyền thống. Trong buổi giảng đầu tiên này, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo và học tập ý nghĩa quan trọng của nữ đức. Tôi xin chia sẻ với mọi người dựa trên 3 phương diện. Vấn đề thứ nhất chính là phụ nữ trong xã hội hiện nay không hiểu rõ bổn phận của chính mình là gì. Cái gọi là đôn luân tận phận chính là nói phụ nữ trong xã hội, trong gia đình rốt cuộc có địa vị như thế nào, sứ mạng của bản thân là gì, có trách nhiệm gì, có ý nghĩa quan trọng ra sao. Nếu bản thân phụ nữ không biết những điều này thì đây là một vấn đề phiền phức. Họ sẽ băn khoăn không hiểu, không biết nên bắt tay làm từ đâu, làm như thế nào. Thế nên, trong kinh dịch có câu nói: người nữ làm tròn bổn phận bên trong, người nam làm tròn bổn phận bên ngoài. Đây là nghĩa lớn của trời đất. Câu nói này hiện nay rất ít người nhắc đến. Thế nhưng, nó đã chỉ ra chỗ khác biệt giữa nam và nữ. Đây chính là một trong 5 mối quan hệ ngũ luân của văn hóa truyền thống. Đó là phu phụ hữu biệt. Điểm khác biệt này là ở chỗ nào? Chính là chỗ mà kinh dịch đã chỉ ra: một người lo việc bên ngoài, người kia lo việc bên trong.
những việc bên ngoài gia đình do người nam đảm trách. Có nghĩa là người nam ở bên ngoài gánh vác trọng trách kinh tế của gia đình. Việc trong nhà thì do phụ nữ đảm đương. Phụ nữ lo bồi dưỡng thế hệ kế thừa tiếp theo của gia tộc. Sự nghiệp bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Vì sao vậy? Bởi vì sứ mạng của phụ nữ chính là giúp chồng dạy con, tướng phu giáo tử. Tướng nghĩa là giúp đỡ, chính là giúp chồng thành tựu đức hạnh, giúp cho đức hạnh của chồng được tăng thêm. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu như bản thân không có đức hạnh thì làm sao có thể thành tựu đức hạnh cho người khác được? Không thể có sự việc này. Bản thân mình không hiểu biết, còn mơ mơ hồ hồ thì sao có thể biết được vấn đề của người khác nằm ở đâu? Càng không cần nói đến việc hướng dẫn cho người khác. Dạy con chính là khéo dạy dỗ con cái. So sánh hai bổn phận giúp chồng và dạy con với nhau thì dạy con còn quan trọng hơn giúp chồng. Thế nào gọi là giúp chồng? Thế nào gọi là khéo dạy dỗ con cái? Chúng ta hiện nay cũng đang dạy đấy thôi, nhưng đã dạy con trở nên người như thế nào vậy? Khi chúng lớn lên thì cha mẹ sẽ rất đau đầu, đến trường sẽ khiến thầy cô giáo đau đầu. Đây là một vấn đề rất phiền phức. Làm thế nào để dạy con cho tốt? Trước tiên, chúng ta phải có năng lực giáo dục. Bản thân phải có đạo đức, phải có học vấn. Thế nên, bàn về sứ mạng của người phụ nữ, chúng ta từ đây có thể nhìn thấy sự khác biệt về vai trò giữa nam và nữ vô cùng quan trọng. Vai trò bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Giống như một đất nước có thể không có sự giao lưu đối ngoại bên ngoài, nhưng tuyệt đối không thể không có việc quản lý đối nội bên trong. Gia đình là như vậy, còn xã hội thì sao, quốc gia thì sao, cũng đều như vậy cả. Phần tiếp theo trong kinh dịch có nói, trong gia đình có vị nghiêm quân, đó chính là bậc cha mẹ. Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ. Đó chính là gia đạo đúng đắn. Gia đạo chính rồi thì thiên hạ mới an định. Câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là trong gia đình cần có vị đứng đầu uy nghiêm. Đó chính là cha và mẹ. Trong một gia đình, các mối quan hệ giữa cha con, anh em, vợ chồng cần phải dựa vào luân thường mà làm. Chỉ có như vậy thì gia phong mới đoan chính. Gia phong một khi đoan chính thì thiên hạ sẽ an định. Câu nói này có ý nghĩa rất sâu sắc, đồng thời còn bao hàm sự tinh túy của văn hóa truyền thống xưa. Thế nên, chúng ta học tập văn hóa truyền thống thực sự là việc rất đơn giản. Đó chính là bốn chữ mà tôi thường nói với mọi người. Hai chữ thứ nhất là ngũ luân, hai chữ sau là ngũ thường. Ngũ luân giúp chúng ta hiểu rõ năm mối quan hệ qua lại giữa con người với con người. Hết thảy các mối quan hệ đều không lìa khỏi năm loại này. Ngũ luân bao gồm phụ tử hữu thân, trưởng ấu hữu tự, phù phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tính. Ngũ thường là năm cái gốc căn bản tu hành của chúng ta, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chúng ta hãy xem từng điều một. Trước tiên, chúng ta hãy xem thế nào là phụ tử hữu thân. Hàm nghĩa của từ thân là không có phân biệt. Sự không có phân biệt này đã nói lên điều gì? Đó là cảm tình giữa cha và con không hề có bất kỳ điều kiện nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tình cảm giữa cha và con cũng cần đến lý trí, phải có trí tuệ. Chúng ta hiện nay gọi là không điều kiện. Ví dụ như người cha có rất nhiều tiền nhưng lại mua cho đứa con nhiều thức ăn ngon và đồ chơi một cách không điều kiện. Người cha làm như vậy là không có trí tuệ, không dựa vào lý trí, hoàn toàn dựa vào cảm tình. Việc nuông chiều con như vậy đã hoàn toàn phóng túng sự giáo dục con cái. Cho nên, câu phụ tử hữu thân trong văn hóa truyền thống thời xưa
có hàm nghĩa vô cùng thâm sâu. Học thấu suốt điều này rồi thì sẽ hiểu được thế nào là phụ từ tử hiếu. Người làm cha phải nhân từ thế nào? Người làm mẹ phải nhân từ ra sao? Chúng tôi sẽ giảng đến điều này ở chương dạy con ở phần sau. Từ ái không thể đến mức nuông chiều, chính là không được phóng túng. Nghiêm khắc không được đến mức tổn thương tình cảm. Đối với con cái nghiêm khắc, nhưng không được khiến ân tình bị tổn thương. Người hiện nay không học tập, không có trí tuệ, không hiểu rõ thế nào là đúng chừng mực. Việc này khá là phiền phức. Điều thứ hai là trưởng ấu hữu tự, tức anh em có thứ tự. Trưởng ấu hữu tự là nói trong một gia đình, giữa các anh chị em có thứ tự về mặt luân lý ra sao. Như trong Đệ Tử Quy có nói, anh thương em kính anh, phải giữ vững bổn phận của chính mình. Điều thứ ba là quan trọng nhất, chính là phu phụ hữu biệt. Thực tế, sự khác biệt về vai trò giữa vợ và chồng, đó là phu nghĩa, phụ thính, tức chồng nghĩa, vợ thuận. Chúng ta khi học tập giáo dục nữ đức trong văn hóa truyền thống, đã từng có một câu nói để hình dung ý nghĩa quan trọng của giáo dục nữ đức, đó là trị thiên hạ thủ chính nhân luân. Có nghĩa là muốn quản lý tốt thiên hạ thì trước tiên phải làm cho mối quan hệ giữa người và người chính trước đã. Luân chính là quan hệ giữa người với người. Để chính nhân luân thì trước tiên phải chính phu phụ. Và trong năm mối quan hệ thì mối quan hệ giữa vợ và chồng là quan hệ quan trọng nhất. Cần phải hiểu rõ mối quan hệ này. Phải giữ cho được chính thì các mối quan hệ khác đều sẽ tốt đẹp, vì đây là mối quan hệ then chốt. Muốn làm được chính phu phụ thì trước tiên phải chính nữ đức. Cũng là nói, trong mối quan hệ vợ chồng thì người phụ nữ có tác dụng then chốt. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cũng thường phát hiện cảnh gia đình không an định, đảo lộn, oán trách, gây ra nhiều chuyện thị phi, chủ động đòi ly hôn, trong đó có không ít là phụ nữ. Phụ nữ nếu như tâm rất định thì gia đình sẽ thái bình, giống như định hải thần châm, gậy thần trấn biển vậy. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Phu nghĩa, phụ thính là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Thính có nghĩa là thuận theo. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, khi một số người vừa nhắc đến từ nữ đức thời xưa thì khái niệm đầu tiên chính là phụ nữ cần phải nam tôn, nữ ti, tam tòng tứ đức. Điều này không tốt, đàn áp nữ quyền, không bình đẳng với phụ nữ. Trên thực tế, chúng ta đã không thực sự hiểu hàm nghĩa chân thực bên trong của nó, mà hoàn toàn dựa vào cách nghĩ của chính mình, ngang nhiên cho điều này là sai lầm. Trong việc giáo dục phụ nữ thời xưa, chữ thính đứng ở phía sau chữ nghĩa. Điều đó có nghĩa là chồng có nghĩa thì vợ mới nghe theo. Cái nghĩa của người chồng thể hiện ở chỗ nào vậy? Đối với vợ có tình nghĩa, đối với bạn bè có đạo nghĩa, đối với cha mẹ có ân nghĩa. Về mặt tình nghĩa, đạo nghĩa và ân nghĩa đều có thể tuân theo lời dạy của tổ tiên mà xử sự thì sẽ có thể làm người có nhân, có nghĩa. Cái gọi là nhân ái, nhân nghĩa chính là điều mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Nghĩ đến bản thân thì có thể suy ra người khác. Nghĩa giả, tuân lễ giả. Người có nghĩa tức là người biết tuân theo lễ vậy. Tuân có nghĩa là chấp hành, phù hợp với, tức là làm việc, xử sự phải phù hợp với đạo lý, chứ không phải dựa trên cảm tình cá nhân mà làm việc. Trong tình huống này, người làm vợ phải hoàn toàn nghe theo lời chồng, trợ giúp anh ấy thành tựu sự nghiệp ở bên ngoài. Ở trong nhà thì giúp chồng giáo dục tốt thế hệ sau để kế thừa sự nghiệp của anh ấy. Nếu không như vậy thì người chồng bận rộn suốt cả một đời,
đến đời kế tiếp thì không có người tiếp nối. Việc bạn giúp gia đình chồng bồi dưỡng ra thế hệ kế thừa tiếp nối là việc rất quan trọng. Với trọng trách này thì người làm vợ sao có thể nói là không có địa vị chứ? Sao không thể được chồng mình tôn trọng? Việc này là không thể nào. Người chồng đối với người quản lý và dạy dỗ thế hệ kế thừa sự nghiệp của anh ấy nhất định sẽ vô cùng xem trọng, hết lòng tôn trọng. Lời của bạn nói ra, chồng của bạn sẽ phải cân nhắc, bởi vì nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của anh ấy. Thế nên, trong một gia đình, nếu như có thể xác định rõ mối quan hệ giữa vợ và chồng, thì cuốn kinh trong mỗi gia đình sẽ tương đối dễ tụng. Thường có câu nói rằng, mỗi gia đình đều có một quyển kinh khó tụng. Việc khó tụng này là vì người phụ nữ không hiểu lý, không rõ sự. Khi làm việc thì mơ mơ, hồ hồ. Thế nên dễ bị rối tung bởi những việc trong nhà, khiến cho gia nghiệp không thể phát huy. Vợ chồng, đặc biệt là người vợ, nếu như hiểu rõ mối quan hệ này rồi thì nhà sẽ ra nhà thôi. Làm thế nào để nhà ra nhà vậy? Gia đình phải có bốn yếu tố. Giống như một căn phòng, để xây phòng thì ít nhất phải có bốn bức tường, bốn cây cột trụ. Đó là bốn bức tường nào? Thứ nhất, phải có gia đạo. Thứ hai, phải có gia quy. Thứ ba, phải có gia học. Thứ tư, phải có gia nghiệp. Sau khi bốn bức tường được xây lên thì gia đình này nhất định sẽ có gia phong. Gia phong tốt đẹp thì cái nhà này sẽ tồn tại được lâu, sẽ là cơ nghiệp trăm năm, còn có thể kéo dài về sau nữa. Nếu gia phong bất thiện thì có câu rằng giàu không quá ba đời, sớm muộn gì cũng bị đứt đoạn. Thế nào gọi là gia đạo? Chữ đạo này có nghĩa là người trong nhà phải có đạo đức. Tôi xin nói đơn giản, rõ ràng hơn. Đó là người trong gia đình phải tích đức, phải hành thiện. Gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Trong việc học tập văn hóa truyền thống, có một bộ kinh điển rất quan trọng là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Phần mở đầu kinh đã nói: họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Nghĩa là họa phúc không có cửa, do người chiêu cảm lấy, quả báo thiện và ác như bóng theo sát hình. Vợ chồng kết hợp thành một gia đình, làm thế nào để cho gia đình này không ngừng tích phúc, không ngừng tránh họa, biết cách đón kiết tránh hung? Người phụ nữ trong gia đình cần phải biết điều này, bản thân phải làm được, rồi dẫn dắt con cái, dẫn dắt chồng hành thiện, phải không ngừng làm những việc như thế này. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta thấy vợ của Viên Liễu Phàm mỗi ngày đều giúp chồng mình tích đức hành thiện. Có một lần, Viên Liễu Phàm thấy vợ may áo bông cho con, bà đã dùng những sợi bông không tốt. Ông hỏi bà tại làm sao lại vậy. Vợ ông trả lời rằng như vậy có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn, có thể làm thêm nhiều chiếc áo bông tặng cho các gia đình nghèo khổ. Số mạng của Viên Liễu Phàm có thể chuyển biến, từ đoạn mạng trở nên trường thọ, từ không con trở thành có con. Việc này đều không rời khỏi sự giúp đỡ của vợ hiền trong nhà. Thế nên, từ xưa đến nay, vợ hiền là bảo bối ở trong gia đình. Người vợ tốt có thể chính kỷ hóa phu, sửa mình cho tốt mà ảnh hưởng đến chồng, dạy con thành tài, có thể thay đổi một gia đình, thậm chí là vận mạng của một gia tộc, một dân tộc. Một người phụ nữ có đức hạnh, có học vấn, có thể dẫn dắt gia đình đi trên con đường chính đạo, lương thiện. Đây chính là gia đạo đơn giản nhất. Nói cụ thể hơn, thế nào gọi là đạo? Trong sách Đại học có rất nhiều cách phân tích rằng
Nếu dựa trên những điều phù hợp với nhân tính, phù hợp với tự tính, phù hợp với quy luật tự nhiên trong vũ trụ mà làm, thì chính là đang ở trong đạo. Nếu không dựa vào những điều này mà làm, thì không ở trong đạo vậy. Thế nên, vào thời xưa, chữ đức trong từ đạo đức tương thông với chữ đắc trong từ đắc đáo, nghĩa là đạt được. Cũng chính là nói, bạn làm theo quy luật tự nhiên, dựa vào tự tính, bản tính của con người mà làm, thì sẽ có thể đạt được hết thảy thứ mà bạn muốn. Nếu bạn không làm như vậy, thì sẽ không đạt được. Đây chính là gia đạo. Thế nào gọi là gia quy? Đó chính là đệ tử quy mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Ai là đệ tử? Chúng ta đều là đệ tử. Chúng ta đều là học trò của lão tổ tiên, là học trò của thánh hiền. Tôi có lần nghe thầy Thái Lễ Húc giảng bài. Thầy Thái nói rằng, những người họ Trần như tôi là hậu duệ của ai vậy? Là hậu duệ của vua Thuấn, là từ Thuấn trong Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, hay còn gọi là Thương. Lúc đó tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Bản thân tôi không có đức hạnh của vua Thuấn, cũng chẳng có bất kỳ học vấn gì. Vậy sau vài trăm năm nữa, vài ngàn năm nữa, phải chăng đức phong của tổ tiên, học vấn của tổ tiên sẽ bị mai một hết rồi không? Chúng ta là thế hệ con cháu, thật không có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nơi chính suối. Đây là một việc đáng hổ thẹn. Thế nên, từ xưa đến nay có câu nói rằng, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Ai là người xưa vậy? Tổ tiên chúng ta chính là người xưa. Người hiện nay chúng ta tự cho là mình rất thông minh, nói rằng hiện nay không cần đến những lời dạy đó của lão tổ tiên, những lời dạy đó không còn hợp thời đại nữa rồi. Có phải như vậy không? Trí tuệ của tổ tiên chúng ta, kho báu trí tuệ của các ngài, hoàn toàn siêu vượt thời gian và không gian. Thực sự là như vậy, bởi vì nó phù hợp với nhân tính. Chỉ cần là người thì những thứ ở bên trong bổn tính vĩnh viễn đều như nhau. Thông qua sự truyền tải của văn ngôn văn, văn ngôn văn không giống như ngôn ngữ thông thường, tùy theo sự biến hóa của thời đại mà biến hóa. Nó hoàn toàn gìn giữ được ý nghĩa của tổ tiên. Chúng ta chỉ cần chịu học là có thể biết, có thể hiểu rõ, sau đó vận dụng vào trong đời sống của chúng ta. Rất đơn giản. Hai ngày trước, tôi đã cảm khái mà nhận ra rằng phương pháp mà chúng ta hiện nay dùng để dạy dỗ con cái là như thế nào vậy? Là phương pháp thức ăn nhanh. Dạy hai câu thì muốn con cái lập tức phải đọc thuộc. Nếu chúng không đọc thuộc thì chúng ta sẽ rất lo lắng. Đã dạy chúng 4-5 lần rồi mà, sao câu cha mẹ gọi cũng không thuộc được chứ? Sau đó, tôi quay đầu nhìn lại chương Dạy con trong sách Dưỡng Chính Di Quy thì mới hiểu rõ cách dạy của chúng ta đã sai rồi. Bởi vì cách giáo dục vỡ lòng mà tổ tiên chúng ta dạy cho trẻ nhỏ không phải là như thế. Không giống với cách dạy của chúng ta, đọc qua một lần thì lập tức bắt chúng đọc thuộc, mà phải đọc tới, đọc lui, đọc tới khi tự nhiên chúng có thể thuộc nằm lòng, thì bản thân chúng sẽ hoàn toàn ghi nhớ. Điều này phù hợp với tự tính của chúng, không cần ép buộc. Lúc mới đầu, tôi dạy cho đứa con út của tôi, nó được 3 tuổi. Ví dụ như dạy nó một đoạn, thì tôi rất muốn nó đọc thuộc. Nó liền cảm thấy rất bực, thuộc cũng không thuộc nổi, lại nóng lòng muốn đi chơi. Thứ bảy chủ nhật vừa rồi, tôi cầm cuốn sách nhỏ, ngồi đối diện với nó, đọc từng lần một. Vào thời xưa, nếu như đọc liên tục 10 lần, thì cơ bản có thể đọc thuộc được. Đó là đứa trẻ có ngộ tính rất cao, có khả năng thiên phú tốt. Có đứa thì phải đọc 100 lần mới có thể đọc thuộc. Việc này cũng không sao cả.
kết quả là đọc khoảng độ mười mấy lần, thì bản thân nó hoàn toàn có thể đọc thuộc rất tự nhiên. Sáng nay, lúc ngồi trên xe, thì tự mình bắt đầu đọc Nhập Tắc Hiếu, đọc từ đầu đến cuối, tiếng đọc cứ sang sảng. Thế nên, có lúc tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng cho dù có tốt nghiệp tiến sĩ đi chăng nữa, thì cũng đều đem những tinh hoa trí tuệ và kinh nghiệm mà tổ tiên đã đúc kết lại vứt bỏ hết rồi. Chính mình thì dùng phương pháp hiện đại thời nay mà dạy con. Điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên, cho nên mới cảm thấy ưu phiền, khổ não. Điều thứ ba chính là gia học. Một gia đình nếu như có không khí học tập, đọc sách thánh hiền thì tuyệt đối sẽ không xem việc ăn uống hưởng thụ làm chính, như đến kỳ nghỉ hè dẫn con cái đi du lịch nước ngoài, du lịch trong nước. Còn bình thường thì suy nghĩ nên cho con cái ăn cái gì để có nhiều dinh dưỡng. Những quan niệm này của chúng ta hiện nay thực sự cần phải xem xét lại. Dinh dưỡng thật sự không phải đến từ thịt cá ê hề, tuyệt đối không phải như vậy. Trà thô, cơm đạm mà tâm thái bình hòa, thanh tịnh an vui mới là dinh dưỡng tốt nhất. Mỗi ngày ăn bào ngư, hải sâm mà mỗi ngày đều tức giận, phiền não thì cũng rất phiền phức, sức khỏe không thể tốt được. Rất nhiều người đều là như thế. Người giàu sở dĩ mắc bệnh nhà giàu. Bệnh tiểu đường chính là bệnh nhà giàu. Đến sau cùng, cái gì cũng không ăn được, chính là bắt bạn phải quay về với trà thô, cơm đạm. Thế nên, dinh dưỡng tốt nhất của một gia đình chính là học vấn. Trong nhà có không khí học tập, việc này phải bắt đầu từ người mẹ. Người mẹ nếu như bớt chút thời gian đi dạo phố, bớt chút thời gian trang điểm làm đẹp, bớt chút thời gian ra ngoài đi chơi, bớt chút thời gian đánh mạt chược, thì sẽ có thể dẫn dắt con trẻ, cho dù mỗi ngày chỉ đọc một ít, nhưng công phu sẽ được tích lũy qua từng ngày, từng tháng. Hôm qua, trong lúc tôi đang học cổ văn, một chương trong sách Hoài Nam Tử có nói: mặc dù người ta ai cũng biết học tập có ích cho bản thân, nhưng vì sao không thể đạt được lợi ích chân thật? Là do bởi hai chữ đùa bỡn mà ra. Một khi có sự đùa bỡn trong việc học, thì việc học bị gian dở, gọi là sự nghiệp tinh thông bởi cần cù, dở dang do đùa bỡn. Bạn mỗi ngày không cảm thấy điều này, mỗi ngày lãng phí một chút, bất tri bất giác, đến lúc con cái trưởng thành rồi, muốn dẫn dắt chúng học thì đã không còn cơ hội nữa. Có thể chúng sẽ hoàn toàn không nghe lời bạn nữa. Đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta hiện nay phải đối mặt. Thế nên, trong xã hội hiện nay, phụ nữ chúng ta nên tiên phong làm trước. Hãy bắt đầu từ mỗi một người mẹ, chân thật giữ tâm của mình bình lặng, chân thật học tập, không được chán ghét việc học. Làm mẹ mà không thích học tập là một việc rất nguy. Bạn xem, những người có thành tựu lớn, mẹ của họ về cơ bản đều khá yêu thích học tập, hiểu biết một số đạo lý. Đây là gia học. Sau cùng là gia nghiệp. Trong gia đình có đạo đức, có quy củ, có học vấn thì mới có thể thành tựu sự nghiệp của gia đình. Gia nghiệp của mỗi gia đình tuy là không như nhau, thế nhưng cái gốc được cắm xuống là giống nhau. Sự nghiệp mà thời nay chúng ta nói đến cũng là kiểu thức ăn nhanh, phải nhanh chóng phát tài, kiếm tiền. Thế nhưng không có người nghĩ đến sau khi kiếm tiền rồi thì làm thế nào. Hôm qua, con trai của tôi đã nói một câu rằng: mẹ xem, chiếc xe này rất tốt, sau này con lớn lên sẽ mua một chiếc cho mẹ ngồi có được không ạ? Như vậy có phải là rất hiếu thuận hay không? Theo tôi là không phải. Chúng ta học văn hóa truyền thống có bốn từ, đó là đức bất phối vị, chính là đức hạnh của bạn không tương xứng với địa vị.
chiếc xe đó rất tốt, nó đại biểu cho một địa vị. Vậy mẹ hỏi ngược lại con, đức hạnh của con đã tương xứng với địa vị đó chưa? Tôi nói xong câu này, con trai lớn của tôi cả buổi không nói lời nào, sau cùng mới nói với tôi rằng, thưa mẹ, con phải từ việc học tập tốt, hiếu thuận với cha mẹ mà bắt đầu ạ. Tôi nói, đúng vậy. Một người không có đức hạnh, được địa vị rồi thì sẽ ra sao? Phúc lộc của bạn. Chúng ta thường nói, có tiền là phúc, có quyền có thế là lộc. Bạn có quyền rồi, có tiền rồi, thế nhưng đức hạnh của bạn không tương xứng. Người như vậy dễ dàng gặp chuyện. Bạn xem, rất nhiều người trúng vé số giàu to thì đột nhiên lại mắc trọng bệnh. Có người vừa mới thăng quan, thăng chức rất lớn, đột nhiên lại bị tai nạn giao thông. Tôi còn nhớ, nhiều năm về trước, nghe người ta kể, có một người còn rất trẻ, chưa đến 40 tuổi, mới được thăng chức làm chánh án tòa án, đã tiếp nhận thông báo nhưng vẫn chưa nhậm chức thì phải đi công tác. Nào ngờ, ông ngồi xe Audi trên đường cao tốc gặp phải tai nạn. Xe tông vào gầm của một chiếc xe lớn khác. Lúc đó, ông trở thành người thực vật, còn người tài xế thì bị chết. Chúng ta để tâm quan sát thì thấy xung quanh chúng ta những sự việc xảy ra như thế này rất nhiều. Nghĩ đến chính mình, nếu như chúng ta hiện nay có danh vọng, có địa vị, có tài sản, có quyền thế, thì càng phải nên có tâm nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng vậy. Vì sao? Vì bạn có phúc báo lớn như vậy thì thời thời khắc khắc cần phải nghĩ xem đức hạnh của chính mình có đủ hay không. Nếu như không đủ thì tai họa phía sau lúc nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta nói họa phúc đi đôi với nhau. Đạo lý này bản thân chúng ta phải biết. Thế nên hiểu rõ đạo lý này rồi thì gia nghiệp của bạn mới có thể kéo dài tốt đẹp. Gia nghiệp càng dày thì càng phải chú trọng đến việc bồi dưỡng đức hạnh của bản thân và đức hạnh của con cháu. Như vậy thì nền tảng của gia đình sẽ rất vững chắc. Chúng ta xem ông Tăng Quốc Phiên thời nhà Thanh. Ông là tổng đốc của hai tỉnh. Ông không những đối với con cái chính mình mà đối với gia tộc và con cháu của mình và họ hàng đều giáo dục nghiêm khắc. Trong thư, ông đã không ngại nhắc đến những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thế nên, bàn về nữ đức không phải là vấn đề viễn vông mà là những điều rất đơn giản, là những sự việc nhỏ trong gia đình. Ví dụ có một lần, ông nhìn thấy cháu trai, tức con của em trai, đi đường rất nhanh. Ông về nhà liền viết một cuốn gia thư. Trong đó có phần dặn dò riêng đứa cháu này. Cháu đi đường tốc độ phải chậm rãi. Ta đã quan sát kỹ cháu, phát hiện cháu nói chuyện cũng rất nhanh, nên nói chậm lại. Cháu ăn cơm cũng hơi nhanh, nên ăn chậm lại. Vì sao vậy? Ông đã đem đạo lý nói ra cho cháu rằng, cái nhanh này của cháu cho thấy tâm của cháu bắt đầu bao chao, sốc nổi. Tâm một khi sốc nổi thì khí sẽ bất bình, không thể bước vào con đường học vấn chân chính, sẽ không học được thứ gì. Còn người như thế thì không có định lực. Không có định lực thì cháu làm việc gì cũng không thể dài lâu. Ông đã giảng giải đạo lý một cách sâu sắc và thấu triệt cho cháu. Khi tôi xem gia thư của Tăng Quốc Phiên đã vô cùng cảm khái. Cảm khái về việc gì? Chúng ta hiện nay đối với việc giáo dục con cái và giáo dục tố chất của chính mình không có được độ sâu như vậy. Chỉ có bề ngoài mà thôi, chuộng hình thức, chỉ là cái trống rỗng bên ngoài. Trong nhà mới thực sự là nơi có thể nhìn thấy đạo, nhìn thấy đức. Phía sau cánh cửa, chúng ta ăn cơm như thế nào, ngủ nghỉ ra sao, nói chuyện thế nào, từng lời nói và hành vi của con cái, từng lời nói và hành vi của chính mình
phải thể hiện ra sao. Đây mới là đạo đức chân thật. Khổng Tử đã từng nói rằng, từ việc nhỏ mà biết việc lớn, từ việc gần mà biết được việc xa. Từ việc nhỏ, chúng ta có thể suy đoán sự phát sinh của việc lớn trong tương lai. Từ việc xảy ra trước mắt, có thể dự đoán sự việc về sau. Trong việc dạy học của Khổng Tử, có hai ví dụ rất là quan trọng. Đó là từ việc nhỏ mà biết việc lớn, từ việc gần mà biết được việc xa. Một ví dụ là về học trò của Ngài, tên Tử Lộ. Tử Lộ nhìn thấy người rơi xuống nước, ông nhảy xuống cứu người lên. Người đó vì để cảm ơn ông đã tặng ông một con trâu. Tử Lộ không chút khách khí đã nhận lấy. Khổng Tử rất khen ngợi ông, nói rằng sau này ở nước Lỗ, khi thấy người khác gặp nguy thì sẽ có người ra tay cứu giúp. Phong khí này sẽ được lan tỏa rộng ra. Bởi vì họ thấy người cứu giúp người khác nhận được con trâu, việc này rất tốt, vậy thì họ cũng sẽ đi cứu người. Còn một người học trò khác của Ngài là Tử Cống. Ông đã dùng tiền chuộc người dân bị bán ở nước khác đem về, nhưng ông không nhận lời khen và tiền thưởng của quốc gia. Khổng Tử không tán thành việc làm của ông. Ngài nói rằng sau này ở trong nước sẽ không có người làm việc này nữa. Vì sao vậy? Họ thấy Tử Cống chuộc người đều không lấy tiền. Nếu mình lấy tiền thì có vẻ như không được hay lắm. Vậy mình cũng không nhận tiền. Nhưng không nhận tiền thì trong lòng lại không cam tâm. Thôi được rồi, sau này nhất quyết không làm việc này. Gia đạo của Tử Cống rất tốt, rất khá giả. Gia đình của người khác chưa chắc được như vậy. Thế nên hai sự việc này đều được nhắc đến rất nhiều trong các điển tích cổ, nhằm nói lên điều gì? Chúng ta nhìn thấy những thứ là thiện, là tốt, nhưng chưa chắc là chân thiện, là thật sự tốt, phải nhìn xa mới được. Cái nhìn của thánh nhân không giống với chúng ta, chính là ở chỗ các ngài có thể suy đoán những sự việc sẽ phát sinh trong tương lai. Tầm nhìn của các ngài siêu vượt thời gian, không gian, nhìn thấy được sự việc ở tương lai 10 năm, 100 năm cho đến 1000 năm sau. Bởi vì thánh nhân đã hoàn toàn buông xuống bản thân, nên hiển lộ đại trí tuệ của chân tâm bổn tính, có thể nhìn thấy hết thảy chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Tôi ở Hồng Kông nghe một vị trưởng bối rất có đức hạnh kể rằng, 10 năm về trước, tại các tàu điện ngầm ở Hồng Kông, trẻ em không tùy tiện uống nước giải khát, đều rất quy củ. Thế nhưng lần này bà ngồi tàu điện đến Hồng Kông, bà thấy trẻ em rất bướng bỉnh, còn uống nước giải khát một cách không có quy củ. Bà đã dùng tiếng Quảng Đông nói với chúng: "Con không nhìn thấy tờ cảnh báo trên toa tàu điện sao? Không cho phép ăn uống ở trong toa tàu." Đứa trẻ đó gật đầu nói nó có nhìn thấy. Bà chỉ vào lon coca trên tay của nó, hỏi cái này là cái gì. Đứa bé nói là coca. Bà lại chỉ vào tờ cảnh báo. Đứa trẻ đó đã nói một câu rằng không sao đâu. Bà nghe xong rất đau lòng. Bà đã nói một câu là nhất dịp tri thu, nghĩa là nhìn thấy một chiếc lá rơi thì biết mùa thu đã không còn xa nữa. Tương lai những chiếc lá trên cái cây này sẽ đều rụng xuống hết. Bà nói, hãy nhìn những đứa trẻ hiện nay đã như thế này, thì 10 năm sau chúng lớn lên rồi, con của chúng sinh ra sẽ như thế nào đây? Thế nên bà đã lớn tiếng than rằng, giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục luân lý đạo đức sắp đến bờ vực rồi. Mỗi một người chúng ta là thế hệ sau của dân tộc, đều có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác. Có câu rằng, quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách. Không phải quốc gia hùng mạnh thì đó là sự hùng mạnh thật sự. Chỉ khi nào
người người tin tưởng luân lý đạo đức, có tinh thần dân tộc thực sự, thì dân tộc đó mới có hồn, mới có phương hướng, mới không suy bại trong bất kỳ nghịch cảnh nào. Nếu như không có nền tảng đạo đức chân thật, thì quốc gia có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ ngã quỵ trước biến cố. Chúng ta có thể tự trong rất nhiều ví dụ mà có được sự cảnh tỉnh. Thế nhưng, chân thật thực hành vào trong gia đình của chính mình thì không có mấy người chịu làm đến nơi, đến chốn. Nữ đức chân thật là công việc vĩ đại nhất mà mỗi một người phụ nữ thông thường có thể làm được tại gia đình mình. Thế nên, xin đừng xem nhẹ trách nhiệm, nghĩa vụ và sứ mạng này của bản thân. Đây chính là gia nghiệp của một gia đình. Nếu như mỗi một gia đình đều có gia nghiệp dựa trên nền tảng đạo đức, thì tương lai của đất nước sẽ vô cùng sáng lạng. Đây là một đạo lý rất rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn đầu tiên của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức, phần mở đầu Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Người giảng: cô giáo Trần Tịnh Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.